Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài, bày tỏ một cách hiển lộ, để chúng con có thể trải nghiệm được nhiều chiều kích của sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa vì những lời của bài hát. Xin Chúa ban ơn và bày tỏ sự hiện diện của Chúa tại đây, thay đổi bầu không khí thuộc linh, khiến cho tất cả chúng con đều sẽ kinh nghiệm Chúa ở trong một mức độ mà chúng con chưa từng có. Thì chúng con tin rằng khi việc đó xảy ra, chúng con sẽ được biến đổi, chúng con sẽ kinh nghiệm Chúa như chưa bao giờ kinh nghiệm. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin tiếp tục ở với chúng con, dẫn dắt chúng con trong lời của Ngài. Chúng con tin rằng tấm lòng của Chúa là Ngài muốn tất cả chúng con đều có Chúa và sự hiện diện của Ngài ở với chúng con luôn luôn. Xin làm thành thánh ý của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng con, những ai khao khát kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta ở trong những ngày tháng qua. Tôi cảm ơn Chúa vì nghe những lời làm chứng của các anh chị em khích lệ chúng tôi rất nhiều. Và chúng tôi cũng kêu gọi trong thời gian này chúng ta tiếp tục ở trong tinh thần đến với Chúa trong sự cảm tạ và ngợi khen. Và xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ tiếp tục được ơn của Chúa. Và bắt đầu bằng việc chúng ta trở lại cảm ơn Chúa cho những việc Chúa làm, để nói lên lòng biết ơn ở trước mặt Chúa và để Chúa được vinh hiển. Cho nên tại dòng bình luận, anh chị em có thể nhanh chóng ngắn gọn chia sẻ về những điều mà mình đã kinh nghiệm Chúa, để các anh chị em khác cũng có thể được khích lệ ở trong ơn của Chúa. Vì chúng ta biết rằng khi chúng ta học lời của Chúa, chúng ta tin, chúng ta áp dụng, chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài gia tăng mức độ của sự hiện diện và công việc của Ngài, khiến cho chúng ta kinh nghiệm Chúa mỗi ngày càng hơn. Vì chúng ta không muốn đi theo Chúa chỉ biết về Chúa, nghe nói về Chúa qua những người khác, nhưng tất cả chúng ta đều muốn kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã quan sát việc Obed-Edom dành chỗ cho Chúa. Và nhiều anh chị em đã được phước khi chúng ta đã học lời của Chúa ở trong tuần qua. Và chúng ta cầu nguyện rằng Chúa Ngài sẽ tiếp tục giúp đỡ để chúng ta sẽ là những con người luôn hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, luôn nhận diện sự hiện diện của Chúa, và chúng ta có thể cứ tấn tới ở trong ơn của Ngài. Càng biết Chúa, chúng ta càng kinh nghiệm Chúa. Và Chúa Ngài lại có thể giới thiệu về chính mình Ngài cho chúng ta trong những mức độ lớn hơn ở trong ơn của Chúa. Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ buổi tối hôm nay trong đề tài những cách để dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa mỗi ngày, là chúng ta cần xem lại cái kỳ diệu của sự hiện diện của Chúa. Nhìn lại chúng ta thấy bí quyết cho đời sống thành công, đắc thắng và mạnh mẽ của những con người được Chúa Ngài sức dầu mà họ đã đạt được ở trong đời sống của họ, thì chúng ta thấy rằng nó nằm ở chỗ sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng họ. Chúng ta để ý đến cụm từ đó, luôn ở cùng họ. Không phải Chúa chỉ đến thăm viếng dân sự của Ngài, nhưng mà chúng ta cứ ở trong sự hiện diện của Chúa và Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài với chúng ta luôn luôn. Cảm ơn Chúa vì có như vậy chúng ta sẽ đắc thắng trong đời sống của chúng ta. Nếu bạn muốn thắng được những nan đề lớn lao trong đời sống của mình, chúng ta phải có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta muốn thấy thiên mệnh của chúng ta được thành một cách tối đa, chúng ta phải có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cần quyền năng của sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta luôn luôn. Bài học này giúp cho chúng ta thấy thế nào chúng ta có thể luôn ở trong sự hiện diện của Chúa, để rồi sự hiện diện của Chúa luôn ở trong đời sống của chúng ta đem lại vô số phước hạnh mà người nào đứng gần Chúa sẽ nhận được. Như Môi-se được đứng gần nơi Chúa bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài. Nên cho em khi chúng ta học điều này, xin Chúa Ngài cho có một lòng mong đợi kết quả lớn lao xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng từ thuở đầu, chủ định của Đức Chúa Trời khi dựng nên loài người chúng ta đó là để Chúa ở trong chúng ta, ở cùng chúng ta và sự hiện diện của Ngài bao phủ chúng ta. Chúa có một mối liên hệ mật thiết với Adam. Và cái Thánh ghi lại chúng ta một hình ảnh là mỗi ngày vào buổi chiều, Chúa đi vào trong khu vườn để trò chuyện, để gặp gỡ Adam. Chúa đã định như vậy khi Ngài dựng nên
loài người chúng ta là để chúng ta luôn ở trong mối tương giao và ở trong sự hiện diện của Chúa. Vì Đức Chúa Trời Ngài yêu thương chúng ta và để tình yêu của Ngài có thể được bày tỏ ra. Ngài để dựng nên loài người chúng ta, để Chúa yêu chúng ta và để chúng ta có thể đáp lại với tình yêu của Ngài. Đó là tấm lòng của Chúa. Đáng tiếc là tội lỗi đã xảy ra và con người của chúng ta đã hụt mất sự vinh hiển của Chúa. Cho nên Chúa Ngài không thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài với chúng ta một cách thường xuyên được. Phải có một sự can thiệp và Chúa Ngài mới có thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Phải có những sự hy sinh của con sinh tế để chuộc tội. Và cao nhất là Chúa Giê-xu là chiên con Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi của thế gian đi. Và sau đó chúng ta lại được hội đủ điều kiện để chúng ta lại có thể có Chúa ở với chúng ta luôn luôn. Và mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong những mức độ lớn hơn. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta xuyên suốt Kinh Thánh của ước có nhiều sự bày tỏ vinh hiển của Chúa. Có lúc được gọi là Shekhana, có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa con cái của Ngài. Quy quyền thuộc linh lãnh đạo của Môi-se không phải bởi vì ông sinh ra và có, nhưng mà là do sự hiện diện của Chúa ở cùng ông. Ông đã bày tỏ điều này khi ông là người biết về sự hiện diện của Chúa quan trọng chừng nào, đến chừng nào trong cuộc đời của ông. Ở trong sách Tuy Ký 33 câu 13-15 chúng ta nghe lại: "Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn ở trước mặt Chúa, xin dạy cho tôi biết đường lối của Chúa. Để cho tôi biết Chúa và được ơn ở trước mặt Ngài, xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài." Đức Sơ Va đáp rằng: "Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi được an nghỉ." Môi-se thưa rằng: "Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây." Chúng ta thấy Môi-se tại đây ông cầu xin Chúa đi cùng ông trong cuộc hành trình này. Và anh chị em, tôi mong muốn anh chị em cũng hãy cẩn thận lắng nghe và nắm lấy cách chắc chắn cho đời sống của mình, để sự khao khát luôn ở trong sự hiện diện của Chúa và có Chúa ở cùng nó cứ lên cao, và chúng ta sẽ không bao giờ ngơi nghỉ. Chúng ta thấy tại đây Môi-se không cầu xin dấu kỳ phép lạ. Môi-se là một người được vinh dự rất là lớn. Chúng ta thấy ông đã từng được Chúa Ngài hiện ra nói chuyện với ông mặt đối mặt như một người bạn nói chuyện với bạn hữu của mình. Sự hiện diện của Chúa như vậy thì quá tuyệt vời rồi, phải không chị em? Ông cũng đã từng ở trong sự hiện diện của Chúa 40 ngày 40 đêm. Và sự hiện diện của Chúa, sức sống của Chúa, của sự sống đã tuôn đổ trên ông, khiến cho ông không ăn uống gì, mà trong 40 ngày sự hiện diện của Chúa đã đem lại năng lực để thân thể của ông có thể không cần đến thức ăn vẫn có thể sống, không cần nước vẫn có thể sống. Vì chính sức sống mạnh mẽ tuôn tràn của Chúa hàng sống mà ông được tiếp xúc ở gần gũi như vậy, ông đã kinh nghiệm được trong đời sống của ông. Và sự vinh hiển của Chúa bày tỏ ra trong lúc Chúa Ngài trò chuyện với ông. Ông cũng đã chứng kiến được ngón tay của Đức Chúa Trời viết ở trên hai bảng đá 10 điều răn. Một mức độ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa cũng rất cao rồi, phải không chị em? Để mà Môi-se không ngừng nghỉ. Điều này cho chúng ta thấy rằng trong mối liên hệ chúng ta với Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ở trong một mức độ không chừng mực. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng vĩ đại, lớn lao. Chúng ta có thể biết về Chúa và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trong một mức độ nào đó. Nhưng Chúa vẫn có thể bày tỏ cho chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của chính mình Ngài ở trong những mức độ mà chúng ta thấy rằng mỗi ngày có thể được lên cao, đến chừng chúng ta biết Chúa như chúng ta biết Ngài. Đáng phải biết Ngài. Và chúng ta thấy ở đây Môi-se vẫn mong Chúa đi cùng ông. Ông muốn đi xa hơn nữa. Ông muốn kinh nghiệm sự hiện diện hiển lộ của Chúa ở trong sự vinh hiển của Ngài. Mức độ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa như chúng ta thấy ở đây không có giới hạn. Chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa trong nhiều chiều kích khác nhau. Môi-se đã cầu xin Chúa dạy cho ông biết đường lối của Chúa. Đây cũng là một mức độ để chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, là khi chúng ta biết nguyên tắc của Chúa, đường lối của Chúa là những nguyên tắc của Chúa, cách Chúa Ngài hành động, bước theo dấu chân của Chúa,
biết Chúa đi hướng nào và biết một cách rõ ràng về chính mình Chúa. Đây là điều tuyệt vời mà chúng ta thấy. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hàng sống. Không phải một pho tượng, không phải một tạo vật. Mà chúng ta trong cuộc sống này có những đề tài, có những con người chúng ta quen biết đến một mức độ nào đó thì chúng ta có thể biết rất rõ về con người đó. Nhưng mà Môi-se nhận biết một điều rằng những gì ông đã biết về Chúa cho đến lúc đó chưa đủ. Và những gì Chúa ngày hứa ban cho ông vẫn không thỏa lòng. Ông đòi hỏi và xin Chúa ngày bày tỏ sự hiện hiển lộ của Ngài đi cùng ông luôn luôn. Đây là một sự hiện diện mà chúng ta thấy rằng tỏ ra một cách liên tục, ngày này sang ngày khác, giờ này sang giờ khác. Một chuỗi của những ngày gần gũi mật thiết với Đức Chúa Trời của mình. Đối với Môi-se, có Chúa ở cùng có giá trị hơn sự giàu có, một danh tiếng hay là quyền năng. Chúng ta trở lại với Sách Tu Ký chương 33, câu 1 cho đến câu số 3, chúng ta biết rằng Chúa Ngài phạt dân sự của Ngài bằng cách rằng Ngài nói rằng Ngài không đi với họ nữa. Bởi vì họ cứng cổ. Nếu đi cùng có thể Chúa Ngài sẽ giết họ chết hết. Và Chúa Ngài đã tuyên bố ở trong Sách Tu Ký 33 câu 1 đến câu 3 như thế này. Đức Chúa Va phán cùng Môi-se rằng: Này, ngươi cùng dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ Ai Cập, hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Gia-cốp rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho dòng dõi ngươi. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi và sẽ đuổi dân Canaan, dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật. Nhưng ta không cùng lên với các ngươi đâu. Vì ngươi là dân cứng cổ, e ta diệt ngươi dọc đường chăng? Chúng ta thấy tại đây trong lời hứa của Chúa, tại đây đó là Chúa sẽ ban cho họ sự giàu có của đất hứa. Một xứ đượm sữa và mật, Chúa Ngài chắc chắn sẽ ban cho họ xứ mà Chúa đã thề ban cho tổ của họ là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Ngài cũng hứa ban sẽ có một quyền năng lớn đi cùng với họ khi Chúa Ngài sai thiên sứ của Chúa đi cùng. Và thiên sứ sẽ đi trước đánh đuổi những cái nhóm dân ở trong vùng đất hứa đó. Chừng này thôi chúng ta thấy đối với nhiều người chắc là quá đủ rồi và người ta dừng lại. Nhưng mà chúng ta nghe nó sẽ không dừng lại. Sự đáp ứng của dân sự của Chúa, chúng ta đọc tiếp thì chúng ta sẽ thấy ở trong Sư Tô Ký 33 này. Dân sự nghe biết việc Chúa phạt họ, Ngài không đi cùng họ nữa, thì họ đã khóc lóc ăn năn. Câu 12, Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này Chúa phán cùng tôi rằng hãy đem dân sự này lên. Song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Vả Chúa có phán rằng ta biết ngươi vì danh ngươi và ngươi được ơn trước mặt ta. Thêm hai điều nữa mà chúng ta thấy Chúa Ngài hứa ban cho Môi-se. Nổi danh. Ta biết ngươi vì danh của ngươi. Và thứ hai, được ơn ở trước mặt Chúa. Thêm hai điều này nữa chắc nhiều người đã dừng lại. Nếu chúng ta ở trong vị trí này chắc chúng ta nói rằng cảm ơn Chúa. Chúa hứa giàu có, Chúa hứa quyền năng, Chúa Ngài làm cho mình được nổi danh, mình được ơn trước mặt Chúa. Như vậy là quá đủ rồi. Nhưng Môi-se ông vẫn không chịu dẫn dân sự đi lên. Ông nói rằng thiên sứ cũng không đủ. Vì ông biết một cách rất là rõ cái quá trình mà ông đến giây phút đó đã dẫn dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập. Thế nào trong sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Ngài đã thi thố và đổ ra 10 phép lạ đối với họ. 10 tai vạ đối với nước Ai Cập, nhưng mà đối với dân sự của Chúa là 10 phép lạ lạ lùng. Bày tỏ ra khi Chúa Ngài thi thố quyền năng của Ngài trên các thần của người Ai Cập. Nhưng Môi-se không dừng lại. Ông biết rõ lắm. Đó là chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào khi có sự hiện diện của Chúa ở cùng. Thiên sứ có thể đánh đuổi, nhưng có những việc thiên sứ không thể so bằng với Đức Chúa Trời của Môi-se. Và cảm ơn Chúa, ông tiếp tục xin. Và chúng ta cũng có thể thấy, chúng ta có thể đi nhiều nơi vì có Chúa ở cùng. Bất cứ nơi nào Chúa Ngài sai phái và Chúa đi cùng với chúng ta sẽ được an toàn. Không cần sợ chúng ta phải đi đâu nếu có sự hiện diện của Chúa.
Trong sự hiện diện của Chúa có sự vui mừng trọn vẹn, có sự bảo vệ, có sự can thiệp của Chúa khi chúng ta cần. Nhưng không có sự hiện diện của Chúa thì có mặt của bực dọc, nhiều trở lực, nhiều ma quỷ đeo đuổi. Sẽ có mặt của sự chán nản, buồn rầu, sợ hãi, bệnh tật, tội lỗi, căng thẳng. Đó là lý do mà Môi-se không dừng lại. Ông vẫn đeo đuổi và xin Chúa cho ông kinh nghiệm được một mức độ của sự hiện diện vinh hiển của Chúa. Cảm ơn Chúa. Câu hỏi mà tôi xin đặt ra với anh chị em trong thời giờ này là bạn có sự hiện diện của Chúa ở cùng mình không? Và mức độ của sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta đang ở trong mức độ nào? Mới quen biết Chúa rõ hơn, hay chúng ta đang ở trong một mối liên hệ mật thiết, gần gũi, đến mức độ chúng ta được Chúa Ngài bày tỏ chúng ta đường lối của Chúa? Công việc của Ngài thì chúng ta thấy Chúa Ngài đã bày tỏ ra cho dân sự của Chúa. Nhưng mà đối với Môi-se thì Chúa Ngài bày tỏ đường lối của Ngài. Khi chúng ta biết đường lối của Chúa là chúng ta biết Chúa ở trong mức độ rõ lắm. Biết cách Chúa Ngài làm việc, biết cách Chúa phán dạy, biết hướng Chúa đi khi chúng ta biết đường lối của Chúa. Quan trọng hơn tất cả mọi điều, anh chị em yêu dấu của tôi hãy đảm bảo chắc chắn để trong đời sống của chúng ta luôn có sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta sẽ đi vào điều đó. Điều thứ hai, chúng ta cần định nghĩa sự hiện diện của Chúa. Ở trong tiếng Hebrew, trong Kinh Thánh thì hiện diện là Panayam. Đi dịch là sự hiện diện 76 lần. Panayam ra từ gốc chữ Pana có nghĩa là quay lại nhìn. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mang ý nghĩa là Chúa Ngài quay sang nhìn một ai đó với một cái nhìn của sự đón nhận và ân sủng. Để chúng ta có những giây phút chúng ta cảm thấy hạnh phúc, phước hạnh khi có một người chúng ta tôn trọng đi vào một căn phòng, tại đó chúng ta đang có mặt tại đó, và người này quay sang nhìn chúng ta, để rồi ánh mắt của người và ánh mắt của chúng ta chạm vào nhau, và trong cái nhìn đó chúng ta có thể đón nhận được sự tiếp nhận, sự quan tâm, để ý đến, nhận diện sự có mặt của chúng ta. Sự vinh hiển của Chúa khi Ngài quay nhìn cuộc đời của chúng ta, Ngài nhìn chúng ta là điều mà chúng ta cần. Cho nên tác giả của Thi Thiên thường cầu nguyện: xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài ở trên chúng ta. Tức là Chúa Ngài hướng mặt của Ngài về chúng ta và nhìn thẳng vào chúng ta. Như hình ảnh của một đứa con đón chào cha của mình từ xa về, chạy và kêu ba 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 ba. Và khi người cha bồng đứa con của mình lên, ẵm nó lên và nhìn vào mặt của nó, ánh mắt của nó chạm vào ánh mắt của người cha, đó là Panayam. Chúa chiếu sáng mặt Ngài ở trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa quay mặt nhìn. Chúa bày tỏ mức độ của sự hiện diện của Chúa gần gũi thân mật đến như vậy, đến trên ánh mắt và sự hiện diện của Ngài, diện mạo của Ngài được bày tỏ ra để chúng ta có thể nhìn thấy được. Hai mặt của sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần hiểu để chúng ta không mắc bẫy của ma quỷ. Sự hiện diện vô sở bất tại của Chúa có nghĩa là không có chỗ nào Chúa không hiện diện. Sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi. Sự hiện diện của Ngài ở khắp vũ trụ này. Thi Thiên 139 câu 6 đến câu 8 nói: sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Nếu tôi nằm ở dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng ở đó. Tôi nói cái sự hiện diện của Ngài toàn tại, đấng vô sở bất tại. Jeremiah 23 câu 24 lại cho chúng ta thấy luôn cả những cái giới hạn của ánh sáng cũng không thể nào ngăn chặn được sự hiện diện của Chúa. Jeremiah 23 câu 24, Đức Chúa Va phán: có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín
cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán, há chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao? Không có cách nào chúng ta có thể giấu mình khỏi sự hiện diện của Chúa được. Và Ê-sai 66 câu 1, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Trời là ngai của ta, đất là bệ chân của ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Ý của Chúa muốn nói rằng sự hiện diện của Ngài hiển lộ, bày tỏ ở khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa. Nhưng mức độ thứ hai mà chúng ta thấy về sự hiện diện của Chúa là sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Chúa chọn bày tỏ chính mình Ngài một cách thần hữu. Ở những giây phút, ở những nơi chốn rất đặc biệt. Và đây là mức độ của sự hiện diện mà chúng ta đang đeo đuổi. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện toàn tại của Chúa. Không chỗ nào mà Chúa Ngài không có mặt. Nhưng mà có những giây phút Ngài bước vào, Ngài bày tỏ về chính mình Ngài cho chúng ta một cách cá nhân. Hay là bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách rõ ràng đến độ chúng ta có thể thấy ở trong hình ảnh, là trong bầu không khí hiện tại của chúng ta có đủ hơi ẩm. Và khi nhiệt độ đúng theo cái nhiệt độ đòi hỏi thì sương mù xuất hiện. Nhiều khi sương mù có thể làm đầy cả một cái góc phố. Người ta nói rằng khi mình có thể hút nó trở lại vào đó thì nó bằng một cái ly nước thôi. Sự hiện diện có ở trong không khí, sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà đúng nhiệt độ, đúng với lòng khao khát và ý muốn của Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ra, sự hiện diện của Ngài sẽ hiện ra đến mức độ chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta có thể rờ chạm được. Và đó là sự hiện diện mà Môi-se khao khát. Lịch sử của Phục Hưng ghi lại cho chúng ta ở năm 1735, trong cuộc Phục Hưng thì mục sư Jonathan Edwards đã nói như thế này: thành phố dường như tràn ngập sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Rồi 1858, trong cuộc thức tỉnh tâm linh ở Hoa Kỳ này, The Great Spiritual Awakening, thì có một hiện tượng rất lạ xảy ra. Đó là các chuyến tàu từ Âu Châu trên đường đến bến cảng của Hoa Kỳ. Thì người ta thuật lại là khi tàu đi vào ở trong cái vùng hiện diện của Đức Thánh Linh, ta thấy dày đặc của sự hiện diện của Chúa. Đến cái mức độ là những thủy thủ chửi thề như là tiếng đệm của cáo quan đó. Họ quỳ xuống, khóc lóc ăn năn và la lên: ai cứu tôi ra khỏi sự cáo trách tội lỗi lớn lao này. Chúa bày tỏ sự hiện diện của Chúa ở trong một cái mức độ, ở trong một cái vùng mà nó ảnh hưởng đến như vậy. Không phải một chiếc, nhưng mà tất cả các chiếc tàu trước khi họ cập bến Hoa Kỳ, họ đều kinh nghiệm cái điều này. Lúc bây giờ, đất nước Hoa Kỳ này trong cơn thức tỉnh tâm linh đã được Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài một cách rõ rệt đến như vậy. Anh chị em yêu dấu, có như vậy chúng ta mới có thể sống từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác ở trong sự nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và đó chính là chìa khóa để đời sống cơ đốc nhân của chúng ta được kết quả và thành công, vì chúng ta cứ ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Đây là chìa khóa để chúng ta có thể tăng trưởng trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời ngay giữa trong một cuộc sống bận rộn của chúng ta. Bây giờ chúng ta đến với điểm thứ ba, tôi làm thế nào để kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Như tôi nói, sự hiện diện của Chúa giống như là hơi ẩm trong bầu không khí của chúng ta hiện tại. Cần có một nhiệt độ lý tưởng để sương mù có thể xuất hiện. Và Chúa Ngài muốn chúng ta có những cái điều kiện để chúng ta đáp ứng. Thứ nhất, bắt đầu mỗi ngày với sự nhận thức về Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta lờ Ngài đi và chúng ta sống như Chúa không có mặt, thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được Chúa. Nhưng mà mỗi ngày, khi thức dậy, bắt đầu tập trung vào Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Suy gẫm thánh ca, thi thiên lời của Chúa, hay là một phần kinh thánh để giúp chúng ta đến ở trước mặt Chúa trong sự thờ phượng. Có quyền năng sức mạnh lớn trong sự thờ phượng cá nhân của chúng ta với Chúa.
Cảm ơn Chúa gạt sang một bên những lo lắng, áp lực ở trong Ngài. Và tập trung chăm chú vào ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài là ai? Ngài là Cha chúng ta trên trời. Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Và Ngài là Thánh Linh có thể ở trong chúng ta, gần gũi chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Ngợi khen Chúa cho sự hiện diện và các lời hứa của Ngài. Tập trung vào Chúa, nhận biết Chúa. Và anh chị em, điều đó sẽ tạo nên ở trong chúng ta một ý thức về sự hiện diện của Ngài. Và như vậy, sẽ chuẩn bị chúng ta sẵn sàng tốt hơn để chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Điều thứ hai là chúng ta mỗi ngày đọc lời của Chúa. Và tôi chia sẻ với anh chị em điều này như là một cái sự nhận biết mà Chúa nhằm mặc khải. Đức Chúa Giêsu tuyên bố ta là đường đi, chân lý hay là lời đó, và sự sống. Ta là. Có nghĩa Đức Chúa Giêsu là đường đi, Ngài là lời, và Ngài là sự sống. Ngài là chân lý, Ngài là lời, Ngài là sự sống. Cho nên lời của Đức Chúa Trời là một thân vị. Chúa Giêsu là mana từ trời, Ngài là bánh sự sống. Cho nên chúng ta dành thời giờ để chúng ta đọc lời Chúa, ăn nuốt lời của Chúa. Chúng ta sẽ kinh nghiệm chính Chúa khi chúng ta đến với lời của Ngài. Cầu xin Chúa dạy dỗ chúng ta phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng ta suốt cả ngày từ phần Kinh Thánh đó. Chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa Giêsu càng hơn. Một trong những phước hạnh mà tôi kinh nghiệm ở trong cuộc đời của mình. Trước đây khi còn nhỏ thì học thuộc Kinh Thánh nhằm mục đích để mình thi ở trong mùa Giáng sinh, để được những phần quà, những cái giải thắng, nhưng không kinh nghiệm được Chúa. Cho đến khi trải nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa, mà nhất là khi được báp têm trong Đức Thánh Linh, tôi trở lại với Kinh Thánh, thì từng trang Kinh Thánh tôi thấy Đức Chúa Giêsu trong các trang Kinh Thánh đó. Ngài là con sinh tế trong cụ ước, chịu chết ngay từ buổi sáng thế khi con người của chúng ta phạm tội. Trong sự xấu hổ, Adam và Eva lấy lá vả để đóng khố mà che thân. Thì Đức Chúa Giêsu đã được giới thiệu ở trong hình ảnh Đức Chúa Trời phải giết một con thú. Nó đổ máu ra, rồi Ngài lấy da của nó và may quần áo cho Adam và Eva mặc, để che cái sự xấu hổ của họ. Con vật mà đã chịu giết là hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ, chịu chết, đổ máu huyết của Ngài ra để tội lỗi của chúng ta được che đậy. Và chúng ta không còn trần truồng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời Ngài nhìn vào đời sống của chúng ta qua huyết Đức Chúa Jesus, Ngài thấy chúng ta trắng án và Ngài tuyên bố xưng chúng ta là công bình ở trước mặt Ngài. Các ngày lễ, các lễ trong cựu ước, những câu chuyện ở trong cựu ước, những điều Đức Chúa Trời Ngài dạy dỗ cho tuyển dân của Ngài, chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giêsu trong từng trang Kinh Thánh. Và đó là điều tuyệt vời mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Cho nên chị em mỗi ngày đọc lời của Chúa, gần gũi với lời của Ngài để Chúa có thể bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Thứ ba là cầu nguyện. Chúng ta cần có một kế hoạch mỗi ngày có thời giờ cầu nguyện với Chúa. Trong những ngày qua chúng ta đã được nhắc nhở một thói quen tốt mà Daniel đã có. Ông là một người rất là bận rộn, là một trong ba tể tướng của nước Ba Tư. Vậy mà ông ngày nào cũng có ba cái thời giờ để cầu nguyện với Chúa. Ba lần một ngày. Ông ở trong cái phước hạnh của sự cầu nguyện đó đến mức độ là người ta muốn bắt ông, gài bẫy ông, thì họ không tìm được bất cứ một lý do nào khác trong việc của chính quyền, trong cuộc sống của ông. Và họ cuối cùng đã biết ra một cái bí quyết chỉ có thể bắt tội ông vì những việc luật pháp của Đức Chúa Trời của ông. Cho nên họ đã gài bẫy ông bằng cách xin vua ra một cái lệnh. Trong một tháng thì tất cả mọi người dân ở trong đế quốc không được cầu nguyện với ai trừ ra vua. Và Daniel, vì ông nếm trải được phước hạnh
của sự cầu nguyện tương giao với Chúa, nhận được sự mặc khải của Chúa để giải điềm chiêm bao, để có sự khôn ngoan, để có thể lo công việc của nhà nước. Ông không lùi bước, vẫn mở cửa sổ hướng về Jerusalem, và mỗi ngày 3 lần ông quỳ gối ông cầu nguyện. Anh chị em, chúng ta không bị bắt bớ, chúng ta cũng không bị theo dõi, nhưng mà tại sao chúng ta không cầu nguyện? Lý do là bởi vì chúng ta xem nhẹ cái sự hiện diện của Chúa mà chúng ta có thể có được khi chúng ta tương giao, trò chuyện với Chúa. Cầu nguyện không phải là chúng ta chạy đến và trình cho Chúa một cái sớ, một cái danh sách của những nhu cầu. Nhưng mà thì giờ chúng ta trò chuyện với Chúa. Chúng ta kể cho Chúa nghe, chúng ta dâng cho Chúa những nhu cầu. Và thì giờ chúng ta lắng nghe Chúa phán với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện, dâng đời sống của mình cho Chúa như là của lễ sống và thánh, như Roma chương 12 câu số 1. Là Chúa con dâng cho Chúa cuộc đời của con một cách tươi mới trước mặt Ngài, như một của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Cầu nguyện dâng cho Chúa thời khóa biểu của ngày hôm đó, và dâng cho Chúa luôn cả những cái tội lỗi mà mình vấp phạm, xưng tội của mình ra và cầu xin Chúa Ngài tha thứ, đón nhận sự tha thứ của Ngài. Cầu nguyện trong sự cầu thay cho người khác, luôn ở trong tinh thần cầu nguyện suốt ngày tương giao với Chúa, không phải chỉ chờ cho đến cái thời điểm mà chúng ta có hẹn với Chúa mà thôi, nhưng mà luôn luôn ở trong tinh thần của sự cầu nguyện, để tâm linh của chúng ta tương giao với Chúa qua Thánh Linh của Ngài, liên lạc gần gũi với Chúa. Có như vậy, chúng ta mới có thể nghe được tiếng phán của Chúa và sự dẫn dắt của Chúa một cách dễ dàng hơn. Cảm ơn Chúa. Có một câu chuyện kể, có một công ty, họ chuyên môn trong công việc là đánh những cái tín hiệu bằng cái code Morse. Ngày kia họ tuyển nhân viên, thì có nhiều người đến xếp hàng chờ để được phỏng vấn. Có nhiều người đến trước, họ ngồi, và khi gặp cô thư ký xong thì cô thư ký nói rằng chờ tới phiên của bạn sẽ được mời vào để được phỏng vấn. Thì một lúc sau có một người đi vào, và người này đến trình diện với cô thư ký và nói rằng tôi đến đây để được phỏng vấn trong ngày hôm nay cho công việc mà công ty của quý vị muốn tuyển người. Cô thư ký nói rằng chúng tôi đã ghi nhận bạn có mặt tại đây, xin ngồi ghế chờ đợi, đến phiên sẽ gọi bạn vào để được phỏng vấn. Tất cả mọi người đang ngồi chờ như vậy, thì thình lình người này đứng lên, đi ra phía sau, và được cô thư ký mở cửa đi vào một lúc. Thì trở ra, mỉm cười, và cô thư ký nói với theo, chúc mừng bạn đã được mướn và đã có được công việc. Những người khác bực mình, tại sao chúng tôi đến trước, chúng tôi chờ đợi mà chúng tôi không thấy có ai gọi chúng tôi vào để phỏng vấn, mà cái người này đến sau lại có thể được phỏng vấn và được việc như vậy, không công bằng. Cô thư ký trả lời, công ty của chúng tôi, văn phòng của chúng tôi là để tuyển chọn một người chuyên về đánh tín hiệu, đánh Morse. Và suốt trong thời giờ quý vị ngồi chờ, thì chúng tôi đã đánh tín hiệu đó mà không ai biết, chỉ có anh này anh đã nghe được tín hiệu này và đã đáp ứng lại. Anh đứng lên, anh đến và chúng tôi đã có một cái thời giờ phỏng vấn anh, và anh là người xứng đáng để nhận được công việc. Anh chị em yêu chồng, khi chúng ta lắng nghe, Đức Chúa Trời của chúng ta luôn gửi ra những tín hiệu, và thì giờ chúng ta ở trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ bắt được những tín hiệu từ nơi Chúa, sự dẫn dắt từ nơi Ngài, để chúng ta có thể sống như Đức Chúa Giêsu. Ngài nói, Ngài không làm bất cứ điều gì nếu Ngài không thấy Cha làm, Ngài cũng không nói bất cứ những lời nào nếu Ngài không nghe Cha nói. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu luôn ở trong sự cầu nguyện. Mỗi lần Kinh Thánh, ống kính của Kinh Thánh, của các trước giả, của các sách Tin Lành chiếu vào Đức Chúa Giêsu, thu nhận hình của Chúa Giêsu, thì Ngài đang ở trong sự cầu nguyện, hoặc Ngài trên đường đi cầu nguyện, hoặc từ nơi cầu nguyện trở về. Đó cũng là điều mà chúng ta cần có trong cuộc sống của chúng ta. Thứ tư, chúng ta cần phải thường xuyên cảm tạ. Chúng ta học tạ ơn Chúa về sự chu cấp của Ngài
trong mọi nan đề mà chúng ta đối diện. Đời sống biết ơn mang lại sự vui mừng. Đời sống biết ơn thu hút sự hiện diện của Chúa. Thứ năm, học yên lặng trong sự hiện diện của Chúa. Ở trong một thế giới đầy bận rộn, đầy trắc trở này, thì Thi Thiên 46 câu 10 dạy: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Chúa phán với những tấm lòng yên lặng biết lắng nghe. Anh chị em phải nhìn nhận, chúng ta bận rộn lắm phải không? Và tâm trí chúng ta càng bận rộn hơn nữa. Nó bận rộn đến cái độ chúng ta không còn tập trung được. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải yên lặng. Đó lý do trong thì giờ tĩnh nguyện, chúng ta cần ở trong một cái thì giờ mà chúng ta giảm thiểu tất cả những nhiễu âm khác. Đó lý do nhiều người chọn cái thì giờ đầu tiên của ngày của mình để gặp Chúa, để tương giao với Ngài. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta yên lặng như vậy, tập trung, lắng nghe, một ảnh khác để giúp cho chúng ta thấy điều này. Chúng ta có một cuộc hẹn và có người hứa là sẽ đến thăm chúng ta. Thì dù chúng ta đang bận rộn với những người khác và những âm thanh ồn ào đang diễn ra, thì lỗ tai của chúng ta luôn để ở ngoài sân trước của chúng ta. Và khi nghe tiếng xe đến cửa đóng, chúng ta sẵn sàng để đón tiếp cái người bạn đó vì đã có hẹn. Trong khi những người khác nghe những âm thanh khác, thì chúng ta, cái lỗ tai chúng ta để bên ngoài đó, chúng ta lắng nghe cái người chúng ta mong đợi vì đã có hẹn. Cũng vậy, anh chị em, xin Chúa cho lỗ tai chúng ta để ở bên ngoài tất cả những ồn ào, như lời của Chúa dạy: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thứ sáu, có một mối tương giao mật thiết với Đức Thánh Linh. Ngài là ngôi thứ ba của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần tôn kính Chúa, đừng khinh suất mà nhận biết sự hiện diện của Ngài. Một trong những điều mà chúng tôi áp dụng trong 40 năm qua, khi chúng tôi được mời đến để cầu nguyện cho tân gia, cho chỗ ở mới của con cái của Chúa trong hội thánh, nhất là khi chúng ta dâng căn nhà đó cho Chúa, thì chúng tôi có một cái câu mà chúng tôi hướng dẫn để chủ nhà, gia đình đó có thể công bố và hội thánh của Chúa hiệp ý để amen. Đó là: Chúa Đức Thánh Linh là người khách vô hình luôn có mặt ở tại các bữa ăn, lắng nghe tất cả những câu chuyện ở trong căn nhà này. Thánh Linh của Chúa, khi chúng ta tôn trọng Ngài, biết rằng sự hiện diện của Ngài bày tỏ và ở với chúng ta, thì chúng ta không khinh suất nói những lời làm đau lòng Chúa, hay là có những lúc chúng ta lờ đi với tiếng phán của Chúa. Mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta bóp nghẹt tiếng nói của Đức Thánh Linh, chúng ta dập tắt tiếng của Ngài. Nếu chúng ta tôn trọng Chúa, chúng ta lắng nghe, chúng ta có một mối tương giao mật thiết với Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa với mức độ mà chúng ta chưa từng thấy. Thứ bảy, chúng ta cầu xin Chúa bày tỏ để bạn biết đường lối của Chúa. Khi mà lửa của sự hiện diện của Chúa ở cùng bạn, thì sẽ làm tan chảy tất cả những điều gian ác xung quanh bạn. Thì giờ bạn dành trong sự hiện diện của Chúa, và khi sự hiện diện của Chúa đáp đầu, thì sẽ cất khỏi tâm trí của bạn những bối rối, những xáo trộn ở trong tâm trí. Như Chúa Ngài hứa với Môi-se: ta sẽ đi cùng ngươi và ta sẽ đưa ngươi vào trong sự yên nghỉ. Có Chúa ở cùng, có sự hiện diện của Ngài đi cùng với chúng ta, thì chúng ta không phải mệt mỏi đối với công việc nữa, nhưng chúng ta sẽ được yên nghỉ trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong đời sống đi theo Chúa của chúng ta, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta xin điều mà Môi-se đã xin. Xin Chúa bày tỏ cho con biết đường lối của Ngài, biết Chúa một cách rõ hơn trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta xem tiếp ở trong Sách Tô Ký chương 34, lời Môi-se cầu xin Chúa, Ngài đã đáp lời.
Và Chúa nói rằng ta sẽ cho con được xem sự vinh hiển của ta. Ở trong Sứ Thư Ký 33 câu 18, Mô-sê thưa rằng tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Câu 19, Đức Giê-hô-va phán rằng ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi và hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi. Làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót cho ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán, đây có một cái chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại và ngươi thấy phía sau ta nhưng thấy mặt ta chẳng được. Một lời hứa chắc chắn như vậy. Và đây là điều mà Chúa Ngài đã làm khi Ngài bày tỏ sự hiện diện, hiển lộ của Ngài cho Môi-se để ông có thể trải nghiệm, kinh nghiệm Chúa trong nhiều cái chiều kích khác nhau. Qua Sách Thư Ký chương 34, chúng ta thấy từ câu số 5 trở đi, Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng, Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ. Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong sự nhân từ. Bày tỏ chính mình Ngài là đấng thương xót, chậm giận, đầy dạy ân huệ và thành thật. Ban ơn đến ngàn đời và xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải qua 3-4 đời. Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lại. Mà thưa rằng, lạy Chúa, nếu tôi được ơn ở trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi. Vì dân này là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Cảm ơn Chúa. Những điều mà Môi-se kinh nghiệm ở tại đây. Cảm ơn Chúa nhờ ơn và sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ. Mà Môi-se đã ở trong sự hiện diện của Chúa mà không ngã chết. Chúng ta nhớ khi Chúa Giê-xu Ngài đi cùng với ba môn đồ thân tín nhất của Chúa lên trên núi và Chúa Ngài hóa hình. Thì có Môi-se và tiên tri Eli đã đến trò chuyện với Chúa. Môi-se cuối cùng ở trong sự hiện diện của Chúa mà không ngã chết. Cảm ơn Chúa. Ông cũng kinh nghiệm được. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được. Ở trong sự hiện diện của Chúa, bởi ân điển của Ngài, bởi những gì Đức Chúa Giê-xu đã làm xong cho chúng ta. Chúng ta không sợ sự hiện diện thánh của Chúa nữa. Chúng ta yêu mến và chúng ta khao khát để có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Đến cái mức độ chúng ta biết đường lối của Chúa, biết chính mình Ngài một cách rất thật trong nhiều góc cạnh khác nhau. Điều mà Môi-se xin Chúa Ngài làm đó là, lạy Chúa, nếu tôi được ơn ở trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi. Điều này được ứng nghiệm khi Đức Giê-xu đã nhận Đức Thánh Linh từ nơi Cha và đổ Đức Thánh Linh ra trên hội thánh của Ngài. Ngài Đức Giê-xu, Đức Thánh Linh giáng lâm Ngài ở giữa dân sự của Chúa, ở giữa chúng ta, giữa hội thánh của Chúa. Được ứng nghiệm ở trong ơn của Ngài. Và chị anh chị em yêu dấu, hãy trở nên những con người của sự hiện diện của Chúa. Đừng thỏa lòng với những điều chúng ta đã kinh nghiệm đến giờ phút này. Vì trong Chúa còn nhiều lắm. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, tình yêu của Ngài lớn rộng đến độ. Và sứ đồ Phaolô cầu nguyện để hội thánh của Chúa có thể biết được chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của tình yêu của Ngài. Ngài là đấng vĩ đại, lớn lao đến độ mà chúng ta có thể được Chúa Ngài liên tục giới thiệu chính mình Ngài cho chúng ta. Cho đến đời đời, chúng ta vẫn chưa thể biết hết được về Chúa. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài để mỗi ngày chúng ta biết Chúa một rõ hơn trong đời sống của chúng ta. Ở trong sự thân mật giữa chúng ta với Chúa, mà lời của Chúa đã dùng hình ảnh này để nói đến hội thánh là nàng dâu của Chúa, dân sự của Chúa là vợ của Ngài. Như sách Nhã Ca đã mô tả, như Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho chúng ta, như Phaolô đã so sánh
chỉ mối liên hệ giữa Đức Chúa Jesus Christ với Hội Thánh và mối liên hệ với chồng, với vợ. Thì chúng ta thấy hình ảnh này, ngày chúng ta mới quen nhau với vợ chồng, trong lúc còn trẻ, chúng ta cũng tìm hiểu và biết về nhau đó. Nhưng mà những người sống ở trong một hôn nhân hạnh phúc thì mỗi ngày là một khám phá, biết về nhau rõ hơn từng ngày, từng giờ một. Cảm ơn Chúa. Chúa cũng muốn bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta ở trong một cái mức độ mà chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Đến một lúc, chúng ta có thể hiểu được ý của Chúa, biết được đường lối của Ngài. Nên những cặp vợ chồng, họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Họ hiểu nhau, họ hiểu ý của nhau và rất ăn ý với nhau. Và chúng ta nhìn, chúng ta cũng có thể lấy làm lạ. Cảm ơn Chúa. Nguồn ảnh để chúng ta có thể thấy được tại đây. Ở trong một chỗ đông người, ở tại khu mua sắm, tôi có một cái tín hiệu mà khi tôi lên tiếng, nhà tôi dù ở đâu cũng ngoái cổ nhìn để biết cái âm thanh đó đến từ đâu. Thì chúng tôi rất là quen với âm thanh đó với nhau. Tôi có thể lên tiếng với âm thanh như thế này. Âm thanh cao, ở xa. Nhà tôi cũng có thể nhìn và kiếm xem tôi đang ở đâu. Thì chúng tôi quen. Cũng có những cái ánh mắt nhìn. Nhìn nhau thì có thể cảm thông và biết ý của nhà tôi muốn nói gì hay là tôi muốn nói gì với nhà tôi. Cảm ơn Chúa. Có những cặp vợ chồng, họ sống với nhau mà không hiểu ý của nhau. Nhiều khi người vợ phải làm đủ mọi cách để nói với chồng của mình rằng anh đã hớ lời rồi, hãy dừng lại. Nhưng mà không nghe. Đến độ bà phải véo vào trong đùi hay là làm đủ mọi thứ hết thì người chồng vẫn lờ đi vì không hiểu ý của vợ của mình. Nhưng mà có những cặp vợ chồng chúng ta thấy người chồng có thể nói một cái lời gì đó hớ rồi đó. Người vợ chỉ cần nhìn một cái người chồng biết để dừng lại. Trong mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, chúng ta cần quen thuộc với sự hiện diện của Ngài, thân mật với Chúa đến mức độ chúng ta có thể hiểu ý của Chúa và biết Chúa Ngài muốn chúng ta làm gì. Hãy trở nên những người yêu mến sự hiện diện của Chúa như Obed-Edom, dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Và khi rương giao ước đem ra khỏi nhà của ông đi theo và tiếp tục phục vụ ở trong đền tạm của David. Ông gần gũi đến độ ông được Chúa Ngài ban thưởng cho ông bằng cách ông bắt thăm trúng để làm người giữ cửa tại rương giao ước của Đức Chúa Trời. Ông ở trong sự hiện diện của Chúa một cách thường trực như vậy để Chúa có thể ban phước cho. Con cái của ông cũng học theo, rồi đến cháu chắc của ông cũng học theo và họ trở nên những người được Chúa Ngài ban phước một cách lớn lao. Môi-se hôm nay chúng ta học cũng là một người của sự hiện diện của Chúa. Ông không chấp nhận sự giàu có thịnh vượng. Ông không chấp nhận quyền năng. Luôn cả khi Chúa Ngài bảo rằng Chúa Ngài sẽ làm cho ông được nổi danh. Chúa Ngài hứa rằng Ngài sẽ sai một thiên sứ đi để đánh đuổi quân thù. Ông vẫn không dừng lại ở tại đó và ông nói rằng không, không. Nếu Chúa không đi cùng, xin đừng sai tôi đi lên. Để ông nhận biết có Chúa đi cùng thì ông mới có thể hướng dẫn dân sự của Chúa được. Thiên sứ thì ông phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Chúa mới sai thiên sứ của Chúa làm công việc. Nhưng nếu Chúa đi cùng thì ông sẽ kinh nghiệm được. Khi ông đưa cây gậy ra, biển đỏ rẽ ra. Khi ông vâng lời Chúa và đập vào trong hòn đá với cây gậy mà Chúa Ngài đã biến lại cây gậy của Đức Chúa Trời, nước đã đổ ra. Đức Chúa Trời có thể ban chim cúc cho họ ăn, mana từ trời xuống cho họ vì Chúa toàn năng đi với họ, Đức Giê-hô-va đi với họ. Nên Môi-se không dừng lại với bất cứ một mức độ nào. Nhưng ông đeo đuổi cho đến chừng Chúa hứa rằng sự hiện diện của Ngài sẽ luôn ở cùng ông. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn để tại chúng ta đều sẽ kinh nghiệm được phước hạnh đó ở trong cuộc đời của chúng ta. Hãy làm những bước mà chúng tôi chia sẻ với anh chị em. Bắt đầu từ giây phút đầu tiên chúng ta mở mắt ra, chào Chúa Thánh Linh, bắt đầu của một ngày mới. Chăm chú tập trung vào Đức Chúa Trời, nhận biết sự hiện diện của Ngài.
để rồi suốt ngày cứ ở trong sự tương giao và sự hiện diện của Chúa, để chúng ta nhận được tất cả những gì mà sự hiện diện của Chúa có thể mang đến cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin cho tôi được phép để cầu nguyện cho anh chị em ở trong thời giờ này. Những người khao khát, hãy hiệp ý, hiệp lòng với tôi vì chúng ta xin Chúa như Môsê đã xin. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài vì tấm gương của Môsê mà Thánh Linh đã soi sáng để được ghi chép lại cho chúng con. Chúa biết chúng con cần. Chúa biết rằng chúng con cần có một sự nới rộng của sự hiểu biết của chúng con. Con cầu nguyện để không ai trong chúng con bị mắc kẹt bởi lời dạy sai và thái độ của những con người cho rằng sự hiện diện của Chúa khắp mọi nơi, đâu cần phải tìm kiếm, đâu cần phải đi nhóm lại. Ở đâu cũng có sự hiện diện của Chúa mà. Nhưng xin giúp đỡ để chúng con thắng được, chúng con biết rằng có những nơi chốn, có những khoảnh khắc, có những lúc Chúa chọn bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài. Và là Chúa xin giúp đỡ để chúng con là những người yêu mến sự hiện diện của Chúa. Chúng con biết dành chỗ cho Ngài và chúng con sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài ở với chúng con luôn luôn. Chúng con cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì những lần thăm viếng. Những con cầu nguyện xin Chúa kéo chúng con vào chỗ để chúng con sẽ trải nghiệm Chúa luôn luôn. Ngài ở với chúng con một cách dài lâu. Ngài hành động, Ngài làm việc. Qua Thánh Linh của Chúa luôn ở với chúng con, ở trong chúng con và đổ quyền năng của Ngài giáng xuống trên chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước tất cả những ai khao khát đang nghe bài học này trong thời giờ cầu nguyện này, cũng như những giờ sắp đến được cơ hội để xem lại bài học này. Thì Chúa cho chúng con hết thảy sẽ trở nên những người khao khát được sự hiện diện của Ngài. Trở nên những con người thưa với Chúa như Môsê đã thưa. Xin Chúa bày tỏ chỉ ra cho con đường lối của Ngài. Chúng cảm ơn Chúa vì công việc của Ngài đã bày tỏ ra trên cuộc đời của mỗi một chúng con. Nên xin cho chúng con biết Chúa đến mức độ Chúa bày tỏ chúng con biết về đường lối của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài khen Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa trước vì sự hiện diện đi cùng của Chúa sẽ cứ tiếp tục gia tăng và Chúa cho mỗi một chúng con có thể kinh nghiệm Chúa trong một mức độ lớn hơn, sâu sắc hơn, biết Chúa rõ hơn. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự bày tỏ của Chúa về chính mình Ngài cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và đón nhận và thưa với Chúa rằng chúng con yêu mến Chúa, yêu mến sự hiện diện của Ngài. Xin giúp đỡ để chúng con được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa luôn luôn trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì ơn của Ngài đã ban cho đời sống của chúng ta. Mình xin điều Môsê ao ước sẽ trở nên ứng nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Và điều mà Môsê xin, Chúa cũng sẽ bày tỏ. Chúa, Ngài bày tỏ chính mình Ngài để chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện hiển lộ của Ngài luôn luôn. Và chúng ta được ơn trước mặt Ngài vì Chúa Ngài đi lại ở giữa chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa anh chị em, một ngày tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa và những ngày sắp đến tràn ngập sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, để khiến cho chúng ta có thể yên nghỉ trong mọi lao tác của cuộc sống và được Chúa yểm trợ dẫn dắt ban phước chúng ta như Chúa đã hứa với Môsê ở trong ơn của Ngài. Chúc anh chị em những giờ phước hạnh đồng hành với Đức Chúa Trời ở trong ơn của Ngài, và hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi học Kinh Thánh kế tiếp của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.